Angular Template Reference Variable là gì và cách sử dụng như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với định nghĩa về Angular Template Reference Variable. Angular Template Reference Variable giúp bạn sử dụng dữ liệu từ một phần của mẫu trong một phần khác của mẫu. Với các Template Variable, bạn có thể thực hiện các tác vụ như phản hồi thông tin của người dùng hoặc tinh chỉnh các biểu mẫu của ứng dụng. Một Angular Template Variable có thể sử dụng với một phần tử DOM trong mẫu, một directory, một element, template reference hoặc một web component. Cấu trúc trong template, ta sử dụng ký hiệu thăng để khai báo một template reference variable. Angular gán cho một giá trị template reference variable dựa trên nơi bạn khai báo biến. Nếu bạn khai báo biến trên một component thì biến đó sẽ tham chiếu đến cá thể component. Nếu bạn tham chiếu đến thẻ HTML thì biến đó sẽ tham chiếu đến phần tử HTML đó. Nếu bạn khai báo biến trên phần tử ng-template thì biến nó sẽ tham chiếu đến một cá thể template reference đại diện cho template. Nếu chỉ định một tên ở phía bên phải chẳng hạn như thăng và bằng ng-model thì biến nó sẽ tham chiếu đến chỉ thị hoặc thành phần trên phần tử có tên export e phù hợp. Phạm vi của template reference variable, bạn có thể tham chiếu đến một template reference variable ở bất kỳ đâu trong template của nó. Các câu lệnh cấu trúc chẳng hạn như sao ng-if và sao ng-for hoặc ng-template hoạt động như một ranh giới của template. Ta không thể truy cập các template reference variable ngoài các ranh giới này. Phần tiếp theo chúng ta sẽ thực hành Angular Template Reference Variable ở bài hôm trước. Ở bài hôm trước thì ta đã có toGuyBadding là chào. Tôi sẽ đổi tên thành hello thì ở đây sẽ bị lỗi ngay. Nhưng nếu tôi thêm một template reference variable ở đây với cấu trúc thăng và tên biến đằng sau thì sẽ build thành công và nó sẽ trả về cho chúng ta. Và chúng ta thêm chấm value vào đằng sau thì chúng ta sẽ có được giá trị của biến đấy. Các bạn có thể thấy cũng toGuyBadding như bình thường. Như vậy là bài học của chúng ta đã hết. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích, hãy ấn nút like, chia sẻ để ủng hộ kênh và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của mình.